Chào mừng các bạn buổi livestream của bệnh viện thẩm mỹ Phương Nam. Hiện tại thì chúng tôi đang cận cảnh một quy trình, đó là lấy mỡ để cấy và trẻ hóa làm đầy khuôn mặt. Cái đầu tiên của cái việc cấy mỡ trẻ hóa thì chúng ta sẽ trải qua khâu đầu tiên, đó là khâu lấy mỡ. Thì để làm giảm đau cho khách hàng thì chúng tôi đã sử dụng phương pháp trị mê, sử dụng thuốc giảm đau an thần cho khách hàng, và kết hợp đó thì chúng tôi sẽ sử dụng thuốc gây tê để gây tê cái vùng mỡ hút ra, giúp cho mỡ lấy ra được mềm mịn và tránh được hiện tượng chảy máu. Với những khách hàng thì nhiều khách hàng đang tự hỏi rằng là có cái mỡ mà thường thì chúng ta có thể lấy mỡ ở vùng nào để cấy thêm cho khách hàng, thì chúng ta sẽ thường lấy mỡ ở vùng đùi, chủ yếu vùng đùi, vùng bụng, đó là hai cái vùng mà chúng ta sẽ cấy lên cho khách hàng mà có tỷ lệ mỡ sống cao và tốt nhất. Và cũng có hỏi đến rằng là vậy khi lấy xong thì cái sự thay đổi nó có gây ra thay đổi hình dạng của vùng mà chúng ta lấy mỡ không, thì với cái lượng mỡ mà chúng ta lấy ra để cấy cho một khách hàng, cái mỡ mặt thì trung bình từ thấp nhất từ 60 đến 100 hoặc hơn một chút, thì hoàn toàn là chúng ta lấy một cái số lượng như vậy thì nó không hề gây ra thay đổi cái hình dáng hay kích thước của cái vùng mà chúng ta lấy mỡ, các bạn nhé. Nên là các bạn hoàn toàn an tâm rằng là sau khi lấy mỡ xong thì đùi của chúng ta vẫn nguyên vẹn và không hề bị thay đổi hay bị dính dạng gì. Chúng tôi thì đang thực hiện những thao tác của công cụ lấy mỡ để cấy lên khuôn mặt cho khách hàng, và chúng tôi vừa thực hiện xong cái quy trình VT. Thì tiếp theo đến là chúng ta sẽ đến cái phương pháp, đó là chúng ta sẽ lấy mỡ. Tại vì là vừa khi mà chúng ta lấy mỡ mà cấy mặt ấy, thì cái số lượng mỡ mà chúng ta lấy để loại bỏ đi thì nó thực sự là không phải là một cái số lượng mỡ quá lớn, đúng không? Vì vậy là chúng ta có thể sử dụng cái bơm áp lực chuyên dụng để chúng ta sẽ lấy mỡ cho khách hàng. Và các bạn hãy cùng theo dõi lần xem mỡ như thế này chúng tôi sẽ lấy ra thế nào. Đây ạ, như là chúng tôi lấy mỡ, và khách hàng của chúng tôi thì sử dụng pháp tiền mê nên là hoàn toàn là tỉnh và không hoàn toàn tỉnh các bạn nhé. Và sau khi với phương pháp cái mỡ mặt này thì chúng ta có thể về nhà ngay trong ngày được các bạn nhé. Bởi vì chúng ta sử dụng phương pháp này thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe và không sử dụng nhiều thuốc ảnh hưởng sức khỏe, nên chúng ta có thể về ngay trong ngày. Đây, mỡ vùng đùi đang lấy ra thì rất là vàng như thế này đây. Chúng ta cùng theo dõi này. Và mất bao nhiêu lâu để chúng tôi sẽ lấy được đủ mỡ cho cấy khách hàng? Dự kiến khách hàng này chúng tôi cấy khoảng 70-80cc. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy ra khoảng 100cc để thoải mái để cấy cho khách hàng này cách đẹp nhất và tốt nhất. Đã, như vậy là chúng ta đã lấy được chút mỡ rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy chút tiếp theo. Như vậy là chúng ta đang tiến hành lấy mỡ đùi bên trái của khách hàng. Và mỡ lấy ra thì của khách hàng thì tương đối là rất là vàng các bạn nhé, và rất là tốt, chất lượng mỡ tốt. Và với những cái mỡ vàng như thế này thì chúng ta sẽ cấy sống được rất lâu trên cơ thể. Phương pháp này thì có ưu điểm gì so với những phương pháp thông thường? Ví dụ là chúng ta thấy rằng ở trên trường công nghệ và y học hiện nay thì chúng ta có thể làm đầy bằng phương pháp, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái một tiêm chất làm đầy, đúng không? Nhưng mà chất làm đầy thì chúng ta thấy rằng là rất là chi phí, rất là đắt. 1cc nó rơi vào tầm 300-400 đô rồi, đúng không? Mà trong khi đó thì chi phí cấy mỡ mặt tiền mê này thì rơi vào giá khoảng 35 triệu mà chúng ta có thể cấy được với số lượng là khoảng 100cc, thì rất là nhiều, đúng không? Chúng tôi đang tiến hành lấy mỡ. Và về cái mỡ từ thân này thì có một ưu điểm rất là lớn, đó là chúng ta lấy mỡ từ thân này thì lượng mỡ không được kích ứng đào thải ra khỏi cơ thể, đúng không? Và thứ hai là nó có thể sống rất là lâu dài ở trong cơ thể của chúng ta. Và cái lượng mỡ được cấy ra thì nó có thể sinh sôi và phát triển tại cái vùng cấy các bạn nhé. Đây là chúng ta hoàn toàn là an tâm rằng là cấy nó sẽ đạt được quả cao, là cái nơi dài không giống như là chúng ta tiêm chất làm đầy. Tiêm chất làm đầy thì nó chỉ được thời gian ngắn, sau đó thì nó sẽ đào thải thoát ra theo tiếng mồ hôi, đúng không? Vì vậy là chúng ta lại phải tiếp tục tiêm chất làm đầy ở những đợt tiếp theo, nó thì hiệu quả không cao mà rất là tốn kinh tế, đúng không? Và nhiều bạn thì chất làm đầy thì không tương thích, có thể gây ra kích ứng nên là rất là nguy hiểm, đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng những phương pháp này thì cực kỳ là an toàn. Rất là nhiều mỡ vàng các bạn nhé.
Chúng ta thấy không? Mỡ rất là vàng như thế này vậy. Vậy các bạn có nhiều bạn thì đã đặt đến câu hỏi với mình về phẩm yến Thiên Nam lần nào. Vậy mỡ này thì chúng ta có thể cấy ở những vùng nào trên cơ thể? Thực sự thì mỡ là một cái chất liệu tuyệt vời để chúng ta có thể làm đầy và trẻ hóa những cái vùng da mà chúng ta cấy nhờ mỡ này. Thì hiện tại bệnh viện Thẩm mỹ Thiên Nam đang có gói dịch vụ như là chúng ta có thể cấy mỡ trẻ hóa từng vùng trên khuôn mặt này, ví dụ như là cái mỡ vùng thái dương này, cái mỡ dãy mũi má này và cái mỡ toàn đầy khuôn mặt này. Hoặc là chúng ta có mỡ này chúng ta có thể cấy lên môi để giúp môi chúng ta trở nên căng và mặn hơn, thì nó cũng có tác dụng cả vùng môi các bạn nhé. Với đó là trẻ hóa trên khuôn mặt. Vậy với những vùng khác thì sao ạ? Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là với mỡ này thì chúng ta có thể trẻ hóa và làm đầy thể tích vòng 1 các bạn nhé. Đó là vòng 1 của chúng ta có thể làm đầy bằng mỡ từ thân. Thì với những bạn mà có rất là nhiều mỡ thì chúng ta có thể thực hiện phương pháp này, phương pháp là trẻ hóa làm đầy một vòng mỡ từ thân. Tiếp theo đó đến là chúng ta có thể làm mỡ làm đầy vùng mông, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian đi tập gym, đúng không ạ? Để có một cái mông mà chỉ với khoảng 120 phút thì chúng ta đã có ngay một cái vòng ba như ý với phương pháp cấy mỡ. Tại bệnh viện Thẩm mỹ Thiên Nam thì còn sử dụng mỡ này như một biện pháp trị liệu để giải quyết những vấn đề, ví dụ như là khắc phục những cái sẹo xấu này, những cái sẹo lõm, sẹo rỗ này, hay làm đầy những cái sẹo mà nó gây ra co thắt trên trên cơ thể của chúng ta và gây ra không đẹp, đúng không ạ? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ lấy được để hoàn thành khoảng 50% chương trình của việc lấy mỡ rồi các bạn nhé. Đây, chúng ta cùng tự cảnh chúng ta theo dõi một chút mỡ mà sau khi lấy đầy ạ. Sau khi lấy đầy là mỡ nó sẽ có, các bạn để ý đây, nó sẽ có rất là nhiều tạp chất, ví dụ như là thuốc tê này, đúng không? Thì chúng ta đã lại phải loại bỏ ra rồi. Đây, chúng ta chỉ lấy những cái vòng mỡ này và lên dia lọc và tách ra để chúng ta lấy phần mỡ chúng ta có thể thấy được. Thì chúng ta hãy cùng để đi chút, làm rất là nhiều mỡ như thế này. Các bạn thấy không, như vậy là chúng ta đã được một tuýp mỡ rất là đẹp và rất là vàng như thế này. Thì sẽ tiếp tục là được các bác sĩ xử lý bằng máy móc công nghệ để chúng ta sẽ lấy ra được những tế bào mỡ nguyên chất nhất. Như vậy là chúng ta đã thấy rồi, chúng ta đã lấy được một tuýp mỡ rất là đẹp như thế này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục lấy thêm mỡ để đủ thế cho khách hàng này. Công việc một ngày thì có rất là nhiều khách hàng đối với chúng tôi mong muốn được cải thiện làm đẹp bằng phương pháp cấy mỡ như thế này đấy. Và hôm nay thì chúng tôi đang cho các bạn theo dõi trực tiếp cảnh cấy mỡ của khách hàng chúng ta. Và khách hàng, bật mí cho các bạn là khách hàng của chúng tôi vẫn hoàn toàn là tỉnh các bạn nhé, mà vẫn đang nằm thư giãn để đợi chúng tôi cấy mỡ. Cấy mỡ các bạn ạ. Như vậy là chúng tôi sắp hoàn thành cái quy trình lấy mỡ để yên tâm cho khách hàng của chúng tôi rồi. Như là các bạn, đây là chúng ta được một tiếp mỡ thứ hai. Như vậy là chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã được hai tuýp mỡ rất là đẹp như thế này, và chúng ta sẽ chiết lọc và ly tâm để lấy ra những tế bào mỡ nguyên chất nhất, đẹp nhất, tinh tế nhất để cấy cho khách hàng và giúp cho làm đầy khuôn mặt. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn xong một cái quy trình, đó là lấy mỡ để ly tâm để cấy làm đầy khuôn mặt. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream này và chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.